Ok, một em đầu xù màu ô nha bạn. Mấy anh này làm trống nè, nay cũng 4 tháng, 4 tháng mấy rồi bạn ơi. Bự dữ lắm. Cái bò của nó kìa mấy bạn, như là tóc tỉa mà nó còn sơ sát vậy đó. Kiểu nha mấy bạn nhìn nè, nó đen ra lông, mấy bạn thấy không? Nó đen thay lông vào trong cái phần sau ốp nè mấy bạn. Đó, mấy bạn nhìn ở ngoài thì mấy bạn sẽ thấy nó cái bộ lông của nó ra rất là đều luôn nè mấy bạn. Ra đều lắm mấy bạn, có mấy... Wow, trời mình ý, mình thấy có mấy cái chớp xanh nè mấy bạn ơi. Bay đâu đó, con gấu đứng đó kìa. Bay lại đó đi nha. Sáng bữa nay mình cho nó ra ngắm cá nè mấy bạn. Nhưng mà vậy như kiểu nó đi ra một mình á, cái nó bị buồn các bạn ơi. Nó đang tìm kiếm đồng đội nữa nè. Một lần thật sự nếu mà mình cho nó ra nhiều đứa thì mình không kiểm soát được hết rồi các bạn. Do mỗi con nó bay tứ phía hết á, là tiêu luôn các bạn ơi. Ở khu này nè, nó là nhiều gậy dữ lắm. Cái em đen này mình hiện tại là đang còn có một em thôi nha. Không biết sao mấy cái em này nhiều bạn thích lắm luôn nè. Mấy em trắng thì có nhiều lắm mẹ, nhưng mà mấy em đen này bây giờ chỉ còn hiện tại một em thôi. Mới một em nó nhỏ tháng hơn nha các bạn. Cái em này thì lớn nhất nè mấy bạn ấy. Cái em này là hiện tại là có 1, 2, 3, 5 cái móng nha bạn. 5 cái móng lọc quá đỉnh luôn, đột biến 5 móng mấy bạn ơi. Thường mấy em gà đầu xù này sẽ có dao động từ 4 đến 5, có khi 6 móng rồi đó các bạn. Mấy em là tiểu mini không vậy á. Rồi điện thoại gấu nha, điện thoại gấu nha. Ôi nó thấy mấy cái trứng trong này các bạn ơi. Đây có con gà mái Thái của mình đang ngắp trong đó đó các bạn. Mình bỏ đây, mở gáp luôn rồi. Cái đuôi của nó đang phát triển nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Cái đuôi của nó đang ra kìa. Nhìn nó ngáo ngáo thôi các bạn. Thôi, mà cái mồng của nó công nhận đỏ thiệt các bạn ơi. Cái con này mà mình ra ngoài đường là mình nghe ở trong nó gáy to lắm. Đó, các bạn mới nghe tiếng gáy không? Đó là tiếng của con gà đầu sụ gáy đó các bạn. Nhưng mà lại con gà trưởng thành nha. Còn con gà này của mình thì nó đang phát triển thôi các bạn. Để thành ra nó gáy cái tiếng nó ít ác hơn một chút. Nó giống như tiếng Sarama gái gì đó các bạn. Đây, đây, đây nè. Nó bay bước phía các bạn ơi. À quên, hôm bữa các bạn bảo mình là cân cho bạn xem cái con gà này nè mấy bạn. Là hôm bữa, hôm qua là ông anh mình cũng hỏi lên cân rồi nha các bạn. Con gà này hiện tại là 1kg 9 nha. Cái con gà này mà cái mà ba mình bảo là cái mặt nó nhìn nó hung hăng lắm mấy bạn. Cái chân nó thì nó sẽ trắng trắng xám hơn cái con gà bên đây một chút. Cái con gà bên đây hiện tại nó đang thay lông mình không nói rồi mấy bạn. Cái con gà này là ba mình mới đem bên đây cái đây khoảng được 10 ngày thôi. Nó ở đây cũng quen rồi mấy bạn. Nói chung là nhìn cái mặt nó khá là dữ hơn so với cái con gà bên kia. Mà 1kg 9 nha các bạn. Không biết là mấy bạn hỏi về cân nặng để mấy bạn đem đi thi đấu hay là sao, mình cũng không có rành mấy. Nhưng mà thật sự thì so với cái con gà bên đây thì nó to hơn một chút. Nó to hơn một chút, nó nặng hơn các bạn. Không biết cân nặng nó có ảnh hưởng đến cái việc thi đấu không ha. Nhưng mà nhìn cái độ sổ đã lắm các bạn. Nhìn nó cứng rắn lắm, nó cứng cáp á. Kiểu như có cơ bắp nhiều quá bạn. Đây để mình qua mình cho mấy bạn xem lại cái con gà bị rụng lông đuôi nha mấy bạn. Đây nè, nó bên đây. Nó bị rụng lông đuôi á bạn ơi. Ba mình hôm qua ba mình đã xử lý bớt rồi, xử lý hết mấy cọng lông còn lại cho nó ra lông mới đẹp hơn đây nè mấy bạn. Hiện tại giờ nó như vậy thôi. Cái đuôi nó chỗ lũi nha mấy bạn ơi. Ủa? Nhưng mà kiểu mình nhìn thấy như cái lông tơ nó đang bắt đầu ra phải không mấy bạn? Cái chân con này thì nó vàng hơn cái chân con bên đó các bạn ơi. Đó mấy bạn thấy không? Nó vàng hơn một chút nè. Cái cụm nhưng mà mình thấy cái cụm con kia nó bự hơn không mấy bạn. Nhưng mà con này có 1,5kg thôi bạn ơi. Con này 1,5kg nè. Con bên đó là 1,9kg á. Hôm nay hình như cái con gà mái này nó chưa nhả trứng hay sao á. Cái con gà nhà bên kia nhả trứng rồi mấy bạn. Quá đỉnh luôn các bạn ơi. Cái màu đều thì nó giống nhau hết. Con hai con này của ba mình chắc là anh em của nhau rồi nên thành ra nó sẽ giống màu nhau, nhưng nhìn kích cỡ size người của nó cũng như vậy đó mấy bạn. Con này nhìn nó hiền hơn con kia một chút nhưng mà không biết cái chất lượng thi đấu của nó như thế nào. Thật sự thì mình nuôi mình cũng không có chú trọng vào việc thi đấu đâu mấy bạn, mình nuôi chơi thôi. Ba mình cũng như vậy á. Mấy bạn nào mà có nhu cầu đó thì mấy bạn có thể đến xem gà trực tiếp nha. Chứ mất công mình quay phim cho mấy bạn á thì mấy bạn không có nhìn rõ đâu. Cứ đến nhà mình xem trực tiếp đi. Con này 1,5kg, con kia 1,9kg nha mấy bạn. Tại gia đình nhà gà rừng đã đẻ nó rồi mấy bạn ơi. Đó, một cái cây vậy thôi mà ba đứa leo lên tối nó ngủ vậy nè mấy bạn. Ba cái con này là của mình, là nó ở chung với nhau cũng khá là lâu rồi mấy bạn. Nên thành ra nó thân nhau dữ lắm. Mình lúc mà mình đem nó ra từ chuồng cũ ra đây thì nó cũng ok, nó không có gì là mâu thuẫn với nhau hết trơn mấy bạn. Nhiều khi mấy bạn rinh một con gà mái mới vô là có vấn đề nha mấy bạn. Nên thành ra mấy cái con gà rừng này mình nuôi thì nó hơi khó hơn là nuôi so với cái con gà kiển nha mấy bạn. Phải thuần nó một chút. Rồi cái con nào mà nó thuần lâu thì nó dạng lắm.
như là mấy gà mái này, nó ho nhét không nhặt trống mấy bạn. Mấy gà mái này mình không dám thả đâu mấy bạn ơi. Chừng nào nó xảy ra thì mình hên hên bắt lại được, còn không là có chuyện nó bay mất tiêu luôn á bạn. Đây cái trứng gà rừng nãy mình nói nè các bạn. Ngày thì hai con này con nào cũng đẻ hết nha các bạn. Ngày thu hoạch được hai trứng luôn. Rất là ok luôn á bạn. Mấy ngày trứng gà rừng của mình nhiều lắm. Cái đợt này mình bỏ vô tận khoảng 300 mấy chục trứng luôn các bạn. Nhưng mà trứng gà rừng chắc chiếm khoảng 50 trứng luôn á nha. Hiểu đó các bạn ơi. Trời ơi mẹ nhìn nè. Nguyên một bầy gà rừng của mình thấy cân ghê chưa? Đó. Quá đỉnh luôn các bạn ơi. Một bầy giống màu nhau đây, mình nuôi mình để riêng vậy luôn nè. Nay mình tách ra riêng, thành ra mỗi chuồng sẽ có khoảng 20 con đổ lại thôi nha bạn, cho nó sống cho nó thoải mái á. Mấy cái em gà rừng này của mình hiện tại nó khuyển hoạt được mười mấy 20 ngày rồi các bạn, nên nó ra bắt đầu lo lông cánh hết rồi các bạn. Tầm này thì nói chung mình chỉ thấy được chỉ tính khoảng 90% thôi các bạn ơi. Nhiều bạn bảo mình là bắt một cặp cho bạn á, nhưng mà thật sự là khi mà mình cũng có nói trước là lúc mà nó còn nhỏ thì nói chung cũng khó phân biệt đó các bạn. Nhiều con mà nó ra mồng sớm thì mình còn ấy được, chứ nhiều con mà nhiều khi mình bắt mình lúc đầu nó chưa ra mồng mình bắt là mình nghĩ là mái, nhưng mà thật sự khi mà giao cho mấy bạn á, mấy bạn nuôi tầm 1-2 tháng sau nó lên mồng cái nó thành ra nó là trống rồi các bạn. Nói chung nhiều con đột biến thì nó ra nó khác, chứ không phải là con nào cũng như nhau đâu các bạn ơi. Miễn sao nó khỏe được rồi nè các bạn thấy không? Mấy cái giống gà rừng này nó cũng hơi nhát nha các bạn. Các bạn nuôi nó từ nhỏ thì các bạn thuần nó dễ hơn, chứ khi mà các bạn bắt cái con gà trống hay là gà mái mà nó trưởng thành nó lớn rồi á, trong độ tuổi sinh sản đó các bạn, thì mấy bạn ha, nói chung là thuần được chứ không có thuần đâu các bạn, hầu như là như vậy luôn á. Còn các bạn nên bắt từ nhỏ tầm 1 tháng tuổi là các bạn về nuôi ok rồi các bạn. Mấy cái gà rừng này các bạn nuôi với cái lồng nhỏ nhỏ thôi nha, chứ không là cái lỗ bự quá là nó bay mất tiêu đó các bạn ơi. Nó bay dữ lắm. Mấy con này nè, bây giờ cái cánh nó chưa có thấy kỹ hết đúng không? Mình để trong đây mình nuôi được nha. Chứ mình mà thả ra ngoài là nó bắt đầu tập bay đó các bạn. Mình mà thả ra cái vây bự là coi như xong luôn. Mấy bữa mình ra rồi nó bay mất tiêu hết đó mấy bạn. Hiện tại ông anh mình ông đang thiết kế thêm mấy cái lồng nhỏ để đựng mấy cái em gà mà tầm 1 tháng mấy cho lên, mình đem ra ngoài để hết luôn các bạn. Cho nó dạng như kiểu nó sẽ được tiếp xúc với không khí ánh sáng nhiều hơn á. Chứ ở trong nhà riêng thì nó bị ngột ngạt quá, với lại kín quá bạn. Mình không có đủ chỗ nuôi, mình không có đủ chỗ xuất mấy em gà mới nở nữa. Nên thành ra 1 tháng mấy mình cho hết ra đây luôn. Tối thì mình cũng che chắn lại chứ không phải là để không nha các bạn. Tối thì nó cũng hay có gió lạnh á. Nè ở đây có vài em gà bảy cá nè bạn ơi. Nói chung mình bảy cá thì mình cũng còn ít lắm. Có mấy con có mấy cặp bảy cá tơ của mình đang bắt đầu đẻ lứa so rồi các bạn ơi. Chuẩn bị có gà bảy cá con nữa rồi các bạn. Mình mới vừa về mấy cái con gà tầm tháng mấy gần 2 tháng tuổi ra khu ngoài đây nha các bạn. Cho sáng nắng chiếu vô thì cho con gà được ấm, với lại nó có nắng sáng tốt hơn là ở trong nhà luôn các bạn. Khỏi cần ấm đèn nữa nha, mấy con này không ấm đèn nữa nha các bạn. Trời ơi mấy em gà nồi này cũng khủng bố quá mấy bạn ơi. Con gà nồi thật sự thì nó bự hơn mấy cái con gà chung lứa trong cái lồng này các bạn. Nhưng mà do mình không có chỗ nuôi hổng, mình ghép chung nó chung với con gà nồi nhỏ nhỏ này nè. Thành ra vậy nó chung luôn, nó quen rồi các bạn. Chập bá luôn các bạn ơi. Con này giờ mình cũng không biết chống thoải mái nữa. Con này chống thoải mái bạn. Không thấy cái mồng rõ các bạn ơi. Mà nó bự dữ lắm rồi. Tưởng nó cao bự hơn gà đông tảo gì các bạn. Đây cũng vậy nè, mấy con này dữ luôn, bay dữ luôn các bạn. Cái khai lông luôn nè. Trời ơi, nguyên cái em gà là liễu rớt ra từ trong lồng cao nào không biết mấy bạn ơi. Chán ghê. Nhìn nó bay tè le me luôn rồi các bạn. Con gấu nha. Gấu né ra nhìn chưa. Nó mới sốt xuống này nó quán gà bạn ơi, là mình phát hiện kịp á. Chứ không là bây giờ lát mà mình đi ra ngoài mà nó rớt là thôi ăn cám rồi mấy bạn ơi. Thật sự là nhà mà có hai con chó này cũng không có ai cứu nổi đâu mấy bạn. Do thật sự con chó nhà mình nó cũng không có ý gì đâu mấy bạn ơi. Nó chỉ dí á, cái con gà này nó quảng á mấy bạn. Nó bay tứ lung tung mà lông nó rụng tè le luôn á bạn. Giờ đây kiếm gì đây, tự nhiên cái đi đâu ra đi. Kiểu này chắc nó lồng trên đây nó rớt xuống á bạn. Nhà mình có cái tầm cỡ này thì cái lồng đủ lạ nha chưa. Nói hay chưa mấy bạn thấy không. Tôi quýnh liền à. Rồi vô rồi. Chén à. Ở ngoan trong đây không chịu ở mà đi chí. Báo cho mấy bạn một tin vui là cái gia đình chiếc cồn này của mình đã đẻ lại rồi nha mấy bạn. Hôm nay thì cũng thu hoạch được thêm 3-4 cái trứng rồi các bạn ơi.
Công nhận nó đẻ xong rồi nó nghỉ ngơi khoảng tầm một tuần, 10 ngày gì đó bạn, rồi nó bắt đầu đẻ tiếp. Không biết là mấy cái con khác gì nữa. Trời ơi, mình định cơi cái camera vô sát đây quay cho bạn xem mà nó làm cái ghê quá bạn. Hai con luôn nè, chống con máy gì nó cũng như nhau hết trơn á. Giờ không thể nào quay cho đẹp đẹp cho bạn xem được rồi. Nó cứ làm gì ngoài sao mình nha ấy quay rồi các bạn. Kinh thiệt chứ, cái con này nó ghét phụ nữ bạn ơi. Ông anh mình nó không có dám làm gì hết trơn á. Các bạn thấy không, cái con gà rừng này là mình bỏ trong cái vi to lắm nè. Cái con này là con khác đó nha mấy bạn. Cái con này là mình đứng ngoài thôi mà nó đã đi xa vậy rồi á. Mà rất là đẹp mấy bạn ơi. Cái con này là cái con gà của ba mình nè. Và má này của ba mình luôn nè. Để sẵn đây vô cho bạn xem luôn cái khuôn viên bên trong này. Có nhiều bạn thì vẫn chưa xem nên sẵn đây mình nào quay cho bạn xem luôn nè. Cái khuôn viên này thật ra thì nó cũng không có được đẹp lắm đâu mấy bạn. Do nhà mình tự làm á. Trồng cây bao nhiêu thì nó cũng ngõm hết trơn bạn ơi. Do mấy con này nó lỉ, nó rỉ chỉ lắm mấy bạn. Nó không có ngoan hiền như mấy con kia kiểu. Đó, thấy ông anh mình cầm gà ra mấy bạn. Cái con gà này đỉnh lắm nè. Đó, gấu của mình đứng dưới mà nó không hề sợ luôn nha mấy bạn. Thật sự luôn á. Ổng kêu gáy với nó gáy mấy bạn, nó nghe lời dữ lắm. Bởi vậy dắt nó đi cà phê ngon lành luôn các bạn ơi. Cái con đó đó. Còn con này là con khác nha mấy bạn. Con này là con của ba mình nè. Đây mình hiện tại đang đứng cách nó khoảng 1 mét. Bây giờ là 50cm nha bạn. Nó, nay nó bắt đầu dạng hơn nè các bạn. Mình đang đứng gần lắm. Nhưng mà nó vẫn đứng im. Nói đó, cái bài lên rồi bạn ơi. Con này thật sự là bây giờ chắc là ba mình phải lưng vô cái lồng nhỏ hơn để bắt đầu phần nó cho nó dạng hơn một chút này các bạn. Chứ hiện tại thì nó cũng đã dạng hơn cái con gần đặt nhiều lắm rồi. Tại vì con này là F1 mấy bạn. Mấy con F1 thì nó ok hơn. Nhưng mà mấy ngày con này nè mấy bạn. Đây là cái phần con ngủ quá trời luôn các bạn ơi. Mấy con sâu canxi mình nuôi nè các bạn. Nay nó phát triển dữ luôn trời. Bữa mới thấy cái chút ác à, bữa mình quay cho các bạn xem á là nó còn li ti lắm, có thể các bạn không nhìn thấy rõ đâu. Nhưng mà bây giờ nè, mình nuôi mấy bữa nay rồi các bạn, mình bỏ cám rồi vô cho nó ăn nè, ủ nước rồi vô đó các bạn. Nhiều đây chứ người ta bảo là phải nuôi từ 6 đến 8 mét vuông các bạn, do có thể ra 50 kg sau lận. Đó, kiểu này mấy con gà của mình vô mánh rồi các bạn ơi. Quá trời quá đất luôn nè. Mấy sau này nuôi cho nó ăn chất lượng đó các bạn, chứ nó không có bị ô nhiễm như mấy con sâu phân đâu các bạn ơi. Tại vì con sâu này nó ăn đồ sạch không, mà ví dụ như cám hoặc là rau thực phẩm đồ mình bỏ vô cho nó ăn đó mấy bạn. Mà nó mau lớn lắm nha, chắc khoảng tầm 3 ngày nữa thôi là mấy bạn nhìn nó không ra luôn đó mấy bạn. Để sau đó thì mình sẽ cho mấy bạn xem tình hình của nó nha. Rồi bên đây là cái mấy con sâu sâu rồng nè, mình nuôi cho cái em thức cồn này ăn nè mấy bạn. Trời nó kìa, nó lên đây luôn rồi bác. Này nó mạnh lắm rồi mấy bạn ơi, nó siêu mạnh luôn nha. Để mình lấy một chút quá đã luôn nè mấy bạn. Trời, các bạn nhìn nè, đây là cái phần phân gà mà mình đã luộc lại sau khi mình lọc mấy cái cát mình bỏ dưới mấy cái cây phân của con gà đó các bạn. Giờ nó bắt đầu nảy sinh mấy cái con này con gì ta, con dồi hết mấy bạn. Con này dắt chấm con dồi quá, nó bò quá trời bò luôn bạn ơi. Hay nào cũng có hết nè. Cái này là mình không có phun chất gì vô hết đó bạn. Tự cái nó quá luôn á, không biết là do có con ruồi nó vô nó đẻ nó hay sao nữa, hay là nó tự xuất hiện từ cái mấy cái thành phần phân của con gà ta. Mấy con này là mình có thể cho mấy con gà lớn hơn nha mấy bạn. Còn mấy con gà con thì mình đừng nên cho mấy con này mấy bạn ơi. Tại vì phân của mấy con gà nó thật sự có khi nó có mầm bệnh mình không biết á mấy bạn. Mình mấy gà lớn thì nó miễn nhiễm mình không nói. Còn mấy con gà con là bắt buộc mấy bạn phải cho mấy cái con sạch một chút. Ví dụ là mấy bạn nuôi sâu canxi hoặc là mấy con sâu rồng đó mấy bạn, cho nó ăn là ok mấy bạn ơi. Mấy con đó nó toàn ăn những thứ sạch thôi à. Ví dụ cám đồ mình bỏ vô cơm đồ á mấy bạn. Còn mấy con này nó hình hình từ những cái bã dơ rồi mấy bạn ơi. Nói chung ăn thì cũng ok cho mấy gà lớn thôi. Mấy gà lớn mấy con gà sao chi đứt cổ rồi mấy bạn. Còn mấy con thì phải suy nghĩ kỹ nha mấy bạn. Hôm qua mình mới đi gom về mấy cái thao nè các bạn. Mấy bạn biết để làm gì không? Cái thao này thì mình sẽ dùng để nuôi mấy cái em ruồi lính đen nha mấy bạn. Không phải, nuôi ấu trùng của em ruồi lính đen là sau này nó sẽ lớn lên thành con sâu canxi đó mấy bạn.
Nói chung ba cái thao này cũng chưa có đủ diện tích để nuôi nữa bạn. Mình đang tìm thêm mấy cái chậu đựng cao cao chút như cỡ này nè là mình sẽ nuôi được. Mình cũng chưa biết tương lai nó như thế nào đó, tại vì lần đầu tiên mình nuôi sâu con si luôn á bạn ơi. Hy vọng là mấy cái em sâu con si này sẽ giúp ích bổ bé cho mấy cái con gà nhà mình ha. Chứ là thật sự khi mà mình bổ sung một loại ví dụ như là cám hoặc là chất xơ rau củ không á thì nói chung cũng ok đó, nhưng mà mình lâu lâu mình phải thay đổi món cho nó một chút, đặc biệt là mấy cái em gà con gà mới nở đó mấy bạn. Tầm 10 ngày tuổi thì mình sẽ bắt đầu thay đổi khẩu phần ăn cho nó ha.